Hờ Hanh Nhê và hành trình chinh phục đỉnh cao Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới 2018. Miss Universe 2018 với sự quy tụ của 94 thí sinh đến từ các quốc gia và vùng lãnh thổ đã gần đi đến chặng cuối của cuộc hành trình đầy gian nan, vất vả nhưng cũng vô cùng thú vị. Tại đây, các người đẹp có thể khẳng định được tài năng, sự tự tin và bản lĩnh của mình trong cuộc đua giành chiếc vương miện danh giá. Theo đó, Hờ Hanh Nhê là gương mặt đại diện Việt Nam tham dự đấu trường nhan sắc lớn nhất nhì thế giới này. Cao 1m72 và sổ đo 3 vòng 83, 60, 97. Nhưng Hờ Hanh Nhê vẫn gây được ấn tượng mạnh mẽ bởi làn da nâu khỏe khoắn, hình thể cân đối, săn chắc. Khi trình diễn trên sân khấu, cô gái gốc dân tộc ED luôn cho thấy sự tự tin, tràn đầy năng lượng và cuốn hút người xem. Trong số các thí sinh Việt Nam từng tham gia Miss Universe như Hoàng My, Diễm Hương, Trương Thị Mây, Phạm Hương, Lệ Hằng, Nguyễn Thị Loan, thì Hờ Hanh Nhê ngay từ những ngày đầu tiên đặt chân đến Thái Lan đã được giới chuyên môn đánh giá cao và nhận được nhiều phản hồi tích cực từ phía cộng đồng mạng trong nước và quốc tế. Cụ thể, chuyên trang sắc đẹp Global Beauty chính thức công bố bảng xếp hạng dự đoán về thứ hạng các thí sinh. Đại diện Việt Nam, Hoa hậu Hờ Hanh Nhê được dự đoán giữ vị trí Á hậu 2 chung cuộc. Ngôi vị Hoa hậu thuộc về người đẹp đến từ Philippines và Á hậu 1 là Nam Phi. Top 10 được Global Beauty dự đoán lần lượt thuộc về Lebanon, Rico, Tây Ban Nha, Mỹ, Sri Lanka, Canada và Venezuela. Ngoài ra, chuyên trang sắc đẹp Mixology cũng đã ghi dấu Hờ Hanh Nhê trên bảng xếp hạng với dự đoán cô lọt top 6 của cuộc thi. Xếp sau các người đẹp đến từ Philippines, Colombia. Hòa theo không khí của cuộc thi, cựu Hoa hậu Hoàn vũ 2011 cũng đã đưa ra bảng dự đoán top 20 chung cuộc. Có lẽ chính vẻ đẹp cá tính, khỏe khoắn và sự khác biệt về mái tóc đã giúp đại diện Việt Nam gây ấn tượng đặc biệt với bậc tiền bối và những người thuộc nhóm chuyên môn. Khác với phần lớn đại diện Việt Nam thi đấu quốc tế, Hờ Hanh Nhê, một trong những thí sinh tham gia Miss Universe 2018 lộ diện sớm nhất, đã có khoảng thời gian khá dài, đủ để trau dồi, hoàn thiện bản thân trước khi mang chuông đi đánh xứ người. Hờ Hanh Nhê rất chịu khó học hỏi, tìm tòi những thứ mới lạ. Đặc biệt, cô không ngại thay đổi bản thân ở nhiều phong cách khác nhau. Mặc dù không ít lần gây tranh cãi, nhưng Hờ Hanh Nhê vẫn luôn tiếp nhận với một thái độ tích cực nhất. Điển hình như vụ Hờ Hanh Nhê bị Hoa hậu Mỹ đá xoáy, do trình độ tiếng Anh kém. Mặc cho các diễn đàn sắc đẹp, khán giả quốc tế, nhất là Thái Lan phản đối, vì cho rằng Hoa hậu này có ý giễu cợt khả năng tiếng Anh của mình, Hờ Hanh Nhê chưa một lần phản pháo. Thay vào đấy, cô lấy đó làm động lực để phấn đấu nhiều hơn nữa. Hờ Hanh Nhê đã và đang cố gắng từng ngày để khẳng định mình trên đấu trường sắc đẹp quốc tế. Để minh chứng cho điều đó, người đẹp ED đã có một đêm thi bán kết khá thành công diễn ra vào tối ngày 13 tháng 12. Phần trình diễn trang phục dạ hội và đồ tắm của đại diện Việt Nam đều được các chuyên gia nghiên cứu các cuộc thi nhan sắc đánh giá cao. Không sở hữu chiều cao quá nổi bật, nhưng kỹ năng trình diễn, thần thái biểu cảm đầy cuốn hút của Hờ Hanh Nhê là điều rất ấn tượng. Trước đó, cô còn bất ngờ tiết lộ series video được ghi lại vào thời điểm còn 2 tháng nữa, Miss Universe sẽ diễn ra. Chuỗi video nhằm mang đến cho khán giả những góc nhìn cận cảnh và chân thực nhất về quá trình chuẩn bị, tập luyện, trau dồi các kỹ năng của Hoa hậu Hờ Hanh Nhê. Đại diện Việt Nam đang trên đà xây dựng cho mình một hành trang vững chắc để có thể đi đến với Miss Universe. Hờ Hanh Nhê có lẽ là Hoa hậu đầu tiên của Việt Nam thực hiện dự án này. Dù chưa gặt hái được thành quả nhất định, nhưng với những dự án khả quan này, cùng những gì thực hiện trong đêm bán kết diễn ra vào tối ngày 13 tháng 12 vừa qua, sự xuất hiện của đại diện Việt Nam tại Miss Universe là một ẩn số. Hoa hậu Hoàn vũ 2018 đang trong giai đoạn nước rút, nhưng có thể thấy những ồn ào gây tranh cãi nhất trong suốt mấy ngày qua chính là trang phục dân tộc bánh mì hết sức đặc biệt của Hờ Hanh Nhê. Ở các mùa giải trước, hầu hết các đại diện Việt Nam đều lựa chọn trang phục an toàn để tham dự phần thi này. Cô gái dân tộc ED như có sự chơi trội vượt bậc. Cụ thể, trong ngày 10 tháng 12, phần thi trang phục dân tộc nằm trong khuôn khổ Miss Universe 2018 đã chính thức diễn ra ở Thái Lan. Đại diện Việt Nam Hờ Hanh Nhê xuất hiện trong những phút cuối cùng của đêm thi với trang phục bánh mì. Thiết kế được lấy cảm hứng từ món ăn đường phố quen thuộc của người dân Việt Nam và du khách nước ngoài. Tuy nhiên, khán giả trong nước cho rằng trang phục này không đủ thuyết phục để làm trang phục dân tộc vì bánh mì có nguồn gốc từ phương Tây. Báo chí một số nước trên thế giới cũng có ý kiến trái chiều về bộ cánh đặc biệt này. Tuy gây tranh cãi, nhưng bộ trang phục của Hờ Hanh Nhê mang tên bánh mì được chuyên trang sắc đẹp Mixology bình chọn là một trong 10 bộ trang phục dân tộc lạ mắt nhất, gây sức hút mạnh mẽ với dư luận. Tự hào Việt Nam,
Lần đầu tiên trong lịch sử, Hoa hậu Hồ Hèn Nhê lọt top 5 chung cuộc Hoa hậu Hoàng Vũ. Vào sáng ngày hôm nay, đêm chung kết cuộc thi Hoa hậu Hoàng Vũ Thế giới 2018 chính thức diễn ra tại Thái Lan với sự tham gia của hơn 90 thí sinh đến từ các quốc gia trên khắp thế giới và đại diện của Việt Nam là người đẹp Hồ Hèn Nhê. Cùng với 5 thí sinh đầu tiên, đại diện Việt Nam Hoa hậu Hồ Hèn Nhê đã có những màn thể hiện vô cùng tự tin. Cô hóm hỉnh chia sẻ đi chợ mua thực phẩm là một sở thích của cô. Nam MC chuyên về thời trang đã miêu tả đại diện Việt Nam là đẹp tuyệt vời trên sóng trực tiếp. Người đẹp Việt Nam được đánh giá rất cao từ các vòng ngoài. Nhiều trang quốc tế cũng đánh giá cao khả năng lọt top show của Hồ Hèn Nhê. Insider và Miss Sociology nhận định cô sẽ vào top 20. Còn Global Beauty chấm cô đứng thứ 5 sau thí sinh của Philippines, Rico, Canada và Nam Phi. Trong phần thi hùng biện, Hồ Hèn Nhê cho hay cô đến từ một dân tộc thiểu số. Thay vì theo tảo hôn, cô đã lựa chọn đi học. Kết phần hùng biện, Hồ Hèn Nhê hô to, nếu tôi làm được, các bạn cũng sẽ làm được. Nội dung phần hùng biện ngắn của Hồ Hèn Nhê có bản sắc riêng, nhưng tiếc rằng phần trình bày không được trơn tru. Ngoại ngữ vẫn là điểm yếu thấy rõ từ vòng ngoài của Hồ Hèn Nhê. Hồ Hèn Nhê đã được xướng tên vào top 5 chung cuộc, lập nên kỳ tích mới cho nhan sắc Việt Nam. Đây là lần đầu tiên một đại diện Việt Nam tiến xa đến như vậy tại cuộc thi Hoa hậu Hoàng Vũ. Tuy đã thể hiện vô cùng xuất sắc, nhưng Hồ Hèn Nhê cũng phải dừng chân ở top 5 trong tiếc nuối. Dù không thể đi xa hơn, nhưng kết quả mà người đẹp Việt Nam đã đạt được tại cuộc thi Hoa hậu Hoàng Vũ năm nay vẫn đáng để khán giả Việt Nam tự hào. Top 3 cuộc thi đã thuộc về các người đẹp đến từ Philippines, Nam Phi và Venezuela. Hoa hậu Hồ Hèn Nhê bất ngờ tiết lộ danh tính vị cố tình thân thiết tại các cuộc thi sắc đẹp. Những ngày qua, với sự thể hiện nổi bật cùng phong thái tự tin của mình, Hoa hậu Hồ Hèn Nhê đang nhận được sự ủng hộ cuồng nhiệt không ngừng từ khán giả Việt Nam và quốc tế. Từ lúc bắt đầu nhập cuộc cho đến trước thềm chung kết, Hồ Hèn Nhê luôn giữ vững phong độ ổn định của mình. Ở cô, luôn toát lên nguồn năng lượng dồi dào, sự tự tin cùng thần thái rạng rỡ trong tất cả các sự kiện, hoạt động cuộc thi. Trước thềm chung kết, Hoa hậu Hồ Hèn Nhê đã có những tiết lộ khá thú vị về bí kíp vàng giúp cô ổn định tinh thần và giữ thể lực tốt nhất. Một mình chinh chiến nơi xứ người, ngoài việc phải tự chủ động mọi thứ cho bản thân, Hồ Hèn Nhê tâm sự cô phải đối mặt với nỗi nhớ nhà. Lúc tham gia Miss Universe Việt Nam, dù cũng phải xa nhà khá lâu, nhưng vì cảm giác vẫn đang ở Việt Nam nên nỗi nhớ nhà không dữ dội như bây giờ. Sau gần 2 tuần tham gia cuộc thi, Hồ Hèn Nhê đã bắt đầu thấm dần cảm giác nhớ nhà, đặc biệt là rất thèm đồ ăn Việt Nam. Hồ Hèn Nhê cho hay, tuy Việt Nam và Thái Lan ở gần nhau nhưng có sự khác biệt nhất định về văn hóa ẩm thực. Tuy vậy, bản thân cô rất thích đồ ăn Thái, nhất là những món cay, mặn vì khá phù hợp với khẩu vị ưa thích của mình. Hồ Hèn Nhê cũng tiết lộ một điều khá thú vị. Bản thân cô là người rất mau đói bụng, có sở thích ăn chua, ghiền ăn món xoài lắc muối ớt bột, có thể ăn liền tù tì cả 2-3 trái xoài lắc một lần mà không đã. Sau những buổi tham gia các hoạt động và tập luyện trong cuộc thi, cô thường rơi vào cảm giác thèm ăn. Tất cả những khó khăn ấy được Hồ Hèn Nhê giải quyết bằng cách tìm ngay đến vị cố tinh của mình mà cô thường nói vui, đó là bí kíp vàng của cô Hèn đấy. Bí kíp của Hồ Hèn Nhê rất đơn giản là chỉ cần mang theo bên mình vài tô phở ăn liền đã có thể giải quyết nhanh được vấn đề. Cô tiết lộ thích phở ăn liền Vi Phong vì vị phở đậm đà và mùi hương rất đặc trưng của phở Việt Nam. Đặc biệt có túi thịt thật rất to bên trong giúp cô nhanh chóng phục hồi năng lượng và bổ sung những dinh dưỡng cần thiết. Phở Vi Phong còn được ví như người bạn đồng hành của Hồ Hèn Nhê giúp cô nguôi bớt nỗi nhớ nhà và lấy lại tinh thần một cách nhanh chóng nhất. Không chỉ có Hồ Hèn Nhê ưa thích món phở, mà cô bạn cùng phòng Hoa hậu Hàn Quốc cũng thích mê món phở bò Việt Nam sau khi được Hồ Hèn Nhê chia sẻ và giới thiệu ăn thử. Khẩu phần của mỗi gói phở Vi Phong cũng rất hợp lý, vừa vặn để cô lấp đầy chiếc bao tử nhỏ của mình, vừa cung cấp đủ dinh dưỡng mà không sợ tăng cân. Trước thềm chung kết Miss Universe, Hồ Hèn Nhê xúc động. Hèn gửi lời cảm ơn chân thành đến tất cả khán giả của Việt Nam và quốc tế đã ủng hộ và quan tâm đến hành trình của Hèn tại Miss Universe. Những yêu thương này, Hèn sẽ ghi nhận và trân quý trong lòng mình. Đây cũng là nguồn động lực lớn giúp Hèn tự tin, giữ vững tinh thần. Nhân đây, Hèn gửi lời cảm ơn thương hiệu Vi Phong đã luôn bên cạnh hỗ trợ và đồng hành với Hèn. Nhờ tình cảm của mọi người, Hèn luôn cảm nhận được mọi thứ của Việt Nam luôn bên cạnh mình. Hãy cùng Hèn tự hào mang hương sắc Việt đi xa hơn nữa nhé!